Đầu tiên sẽ là khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật, thì chúng ta sẽ đến các đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội trong lĩnh vực này. Vừa rồi thì bản thân các đơn vị này cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động cung cấp thông tin cho các thí sinh về kế hoạch tuyển sinh của đơn vị mình. Thì đầu tiên chúng tôi xin được trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Sơn và mời thầy có thể là cho mọi người biết là trường về các cái chương trình đào tạo của nhà trường, trường của thầy là trường khoa học tự nhiên đấy ạ, cũng như các cái mức điểm sàn xét tuyển trong mùa tuyển sinh 2020. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Anh, kính thưa các quý vị phụ huynh và các em học sinh. Trường Đại học Tự nhiên như thầy Đình Đức có nêu ấy, là một trường kế thừa cái truyền thống rất lâu đời từ Đại học Đông Dương rồi đến Đại học Tổng hợp trước kia, là một trường đại học nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, và hiện nay trường đang nỗ lực xây dựng trường đại học nghiên cứu tiên tiến. Năm 2020, trường Đại học Tự nhiên có 1.650 chỉ tiêu trải dài ở 32 cái ngành hoặc là chương trình đào tạo. Thì chúng tôi có 5 trên 15 ngành mới của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là 5 ngành mang cái tính liên ngành và ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lớn, cập nhật với cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cũng như là những cái lĩnh vực mà mang tính biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất nóng lên rồi vân vân. Đấy là các cái ngành khoa học dữ liệu, kỹ thuật điện tử và tin học, quản lý phát triển, đô thị và bất động sản, khoa học và công nghệ thực phẩm, công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường. Thì như các thầy cũng đã chia sẻ, thì cái ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào của các cái ngành đào tạo theo kết quả mà đã công bố của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020 thì cho thấy các cái phổ điểm của các cái tổ hợp truyền thống mà tuyển sinh của nhà trường, ví dụ như toán lý hóa, toán hóa sinh, toán lý anh, toán hóa anh vân vân, thì có xu hướng dịch chuyển sang phải, và cái phổ điểm cao hơn năm 2019 là khoảng trên dưới 3 điểm một chút. Thế thì tôi cũng xin mạnh dạn dự kiến cái ngưỡng điểm xét tuyển đối với các ngành và chương trình đào tạo dự kiến có thể tăng nhẹ 1 đến 2 điểm, và cái điểm chuẩn có thể cũng tăng khoảng từ 1,5 cho đến 3 điểm tùy theo cái lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành. Và tôi cũng xin cung cấp thông tin thêm là năm 2019 thì một số ngành có được sự quan tâm rất là lớn của thí sinh, đó là các cái ngành về toán tin, khoa học máy tính và công nghệ thông tin, rồi công nghệ sinh học, rồi hóa dược vân vân. Tiếp theo đó là các cái ngành tuyển sinh cơ bản như là toán học, vật lý, hóa học, sinh học, rồi đến các cái nhóm ngành của khoa học trái đất và tài nguyên môi trường. Thì nhà trường cũng có cái nguồn học bổng rất là dồi dào để hỗ trợ các cái bạn thí sinh, đấy là những cái học bổng khuyến khích học tập, rồi là học bổng cho các cái thí sinh có hoạt ngành đặc biệt. Và năm 2020 thì trường đã xây dựng một cái chương trình học bổng đối với các cái ngành được ưu tiên tuyển dụng. Ví dụ như thí sinh có thể là nhận được 100 triệu trong một cái khóa học 4 năm và nhiều cái mức học bổng khác nữa đối với các cái ngành được ưu tiên xét tuyển, ví dụ như là địa lý tự nhiên, địa chất, rồi là hải dương học và tài nguyên môi trường, ví dụ như vậy. Thế thì trường luôn luôn là đồng hành và chào đón các bạn thí sinh mà vào trường với cái nguyện vọng, tức là sau này các bạn có được những cái cơ hội việc làm cũng như là các cái cơ hội thăng tiến trong cái việc đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ cảm ơn thầy Thanh Sơn. Một trường đại học rất nổi tiếng khác nữa là trường đại học công nghệ, chắc các thí sinh cũng sẽ quan tâm. Chúng tôi xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hà, thưa thầy là trường của thầy năm nay thì sẽ lưu ý các thí sinh điều gì về kế hoạch xét tuyển theo nhóm ngành đào tạo? Vâng, cảm ơn anh Lê Anh. Xin chào các bạn thí sinh. Thì trường công nghệ thì năm 2020 thì về cơ bản các nhóm ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh thì ổn định như năm 2019, nên là các em cũng yên tâm trong cái việc mà tra cứu và tìm hiểu thông tin. Với lại các cái nhóm ngành, về cái phân nhóm ngành cũng tương tự như năm 2019, thì có một cái điểm điều chỉnh ấy, tức là cái ngành mạng và truyền thông máy tính thì là từ chương trình chuẩn thì năm nay chuyển sang thành chương trình chất lượng cao, tức là xếp từ nhóm ngành CN1 thì chuyển sang thành nhóm ngành CN8. Thế với lại cái mức ngưỡng điểm đầu vào của
trường năm nay thì nhà trường dự kiến thì có cái ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng thì có tăng nhẹ so với lại năm 2019. Thì cụ thể là chúng tôi dự kiến là với lại nhóm ngành công nghệ thông tin, tức là CN1 ở trong cái mã đăng ký thì dự kiến cái điểm ngưỡng đầu vào năm nay là 24 điểm. Thế với các cái ngành như là kỹ thuật máy tính và robot, các cái ngành về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và các cái ngành khoa học máy tính thì các cái nhóm là CN8, CN2 và CN11 thì dự kiến cái mức ngưỡng điểm là 22 điểm. Thế với các cái ngành về điện tử viễn thông và cơ điện tử chất lượng cao thì dự kiến là 20 điểm. Thế còn các cái nhóm ngành còn lại thì dự kiến là 18 điểm. Thì các em tìm hiểu cái thông tin để mà cái thứ nhất là tức là chọn được cái nhóm ngành phù hợp với mình và cũng là cái mức điểm để tham khảo. Thế nhưng tất nhiên là cũng như tất cả các thầy cô cũng tư vấn ý, tức là chúng ta được đăng ký nhiều nguyện vọng và xét từ trên xuống dưới thì các bạn cứ tự tin và đăng ký theo cái thứ tự là cái nguyện vọng mà vào cái ngành nghề mà mình thích nhất, thì như vậy thì nó sẽ là đạt được cái gọi là cái chiến lược mà tốt nhất mà trong cái việc mà đăng ký xét tuyển và tuyển sinh. Với lại trường đại công nghệ thì có thêm một cái điểm nữa là tức là với lại các cái nhóm ngành thì sau khi mà trúng tuyển thì cái điểm trúng tuyển là xét theo nhóm ngành. Thế sau khi trúng tuyển vào nhà trường thì nhà trường sẽ tổ chức các thầy cô cũng như là đại diện doanh nghiệp sẽ giới thiệu cho các em về cái tư vấn hướng nghiệp để mà các em trong cùng một cái nhóm ngành thì có thể có hai ngành khác nhau thì vào cái thời điểm đó thì các em sẽ tìm hiểu và thấy lựa chọn được cái ngành phù hợp nhất với mình, ở trên cơ sở đó thì sẽ phân theo nguyện vọng cũng như là chỉ tiêu của từng ngành. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, xin cảm ơn thầy Hà. Như vậy là hai trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ đã có ý kiến ở trong cái mảng này. Ngay lập tức đã có những ý kiến từ tổ thư ký gửi về cho Lê Anh để truyền tải đến với cả các quý vị và các em học sinh. Một ý kiến dành cho giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Sơn ạ. Tức là các bạn cũng nêu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì là hầu hết các học sinh các trường trung phổ thông chuyên thì mà có kế hoạch mà du học ấy, thì đều phải tạm dừng. Thì cũng xin một cái bình luận của thầy về tình trạng này. Và cái số lượng học sinh trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên mà đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm nay ấy, thì có tăng hơn, vì thế mà có tăng hơn so với năm trước không ạ? Vâng, xin cảm ơn MC Lê Anh. Thì năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid năm 2019 và vẫn diễn biến rất là phức tạp ấy, thì đương nhiên là cái số lượng thí sinh đi du học thì cũng sẽ gặp khó khăn tại thời điểm hiện tại. Thì cái số lượng mà học sinh trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên cũng như là các cái học sinh trung học phổ thông chuyên trong cả nước thì có đăng ký vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì cũng có tăng một chút, khoảng 30-40%. Tuy nhiên những cái thí sinh này thì là đăng ký vào các cái diện tuyển thẳng hoặc là những cái phương thức khác theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Điểm thứ hai là trường Đại học Khoa học Tự nhiên vừa rồi cũng ban hành cái văn bản mà các bạn có thể tham khảo trên website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng, là căn cứ vào các cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận các cái bạn du học sinh và sinh viên quốc tế đến học tập tại trường, mà trường cũng có các cái chương trình đào tạo bằng tiếng Anh 100% hoặc là bằng tiếng Pháp hoặc là bằng tiếng Việt, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng ở cái việc học tập ở trường. Xin hết ạ. Cảm ơn thầy Sơn. Xin trở lại với thầy Hà nhé. Ở trường Đại học Công nghệ thì đã có một cái câu hỏi rất đáng chú ý của một bạn thí sinh như sau. Tức là em đã đăng ký xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ Quốc gia Hà Nội bằng kết quả thi IELTS 6 chấm kết hợp với là điểm hai môn thi toán cộng lý là hơn 12 điểm. Thầy hoặc cô có thể cho em hỏi là khi nào thì trường thông báo kết quả xét tuyển của em và em có thể xem kết quả tại đâu? Nếu trúng tuyển em phải xác nhận nhập học trong thời gian nào và cần những hồ sơ gì được nhà trường? Wow, bạn thật rất là chu đáo hỏi hết mọi thứ trong này. Vâng, xin mời thầy Hà. Cảm ơn em là đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghệ. Thế với lại các cái phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển như là dùng chứng chỉ của tiếng Anh quốc tế như của em thì cũng thông báo với em là hôm qua thì hội đồng tuyển sinh nhà trường thì đã xét tuyển và có cái kết quả trúng tuyển, và hôm nay thì đã thông báo cho các em trên hai cái kênh. Thứ nhất là ở trên cái trang thông tin tuyển sinh của nhà trường, và thứ hai là thông báo trực tiếp tới từng em theo cái địa chỉ liên lạc. Tức là trúng được rồi thế? Theo thầy, cái địa chỉ, vâng, thì tức đã có kết quả. Tức là chúc mừng được rồi. Vâng, tức là theo thông báo với từng em theo cái gọi là địa chỉ liên lạc của các em mà đã gửi theo trong cái hồ sơ. Thế nên rất là hy vọng là vào thời điểm này thì em đã nhận được cái kết quả về xét tuyển của nhà trường. Thế và cái với lại các em thì
trúng tuyển theo các cái phương thức về trúng tuyển tuyển thẳng và cái chứng chỉ quốc tế thì các em sẽ xác nhận nhập học trước ngày 9 tháng 9 và với lại các em là dùng cái gọi là tiêu chí nào để mà đăng ký xét tuyển thì nhà trường sẽ yêu cầu là xác nhận bằng cái nó gọi là cái minh chứng theo cái tiêu chí mà mình đăng ký xét tuyển, ví dụ như là với lại em là với chứng chỉ quốc tế thì trong cái hồ sơ thì đã có cái chứng chỉ, thế nhưng mà trên cơ sở đấy thì còn có cần phải nộp cái xác nhận về cái điểm trúng tuyển phổ thông, hay là tương tự như với lại các em học sinh giỏi thì cần phải các xác nhận về các cái chứng chỉ, về các cái gọi là kết quả thi quốc gia thì các em sẽ xác nhận. Với từng đối tượng thì nhà trường có thông báo cụ thể cho các em cũng như là trên trang thông tin tuyển sinh của nhà trường thì cái mốc thời gian xác nhận là đến hết ngày 9 tháng 9 và cũng thông báo luôn với các em là như thế, thì sau đó thì đến ngày 11 tháng 9 thì với lại các cái đối tượng trúng tuyển học sinh giỏi và các cái đối tượng xét tuyển như các em thì là đến ngày 11 tháng 9 thì sẽ tổ chức nhập học và ngày 14 tháng 9 thì nhà trường sẽ xây dựng cái chương trình gọi là giới thiệu và gọi là về cái công tác học tập của nhà trường để cho các em có thể bắt đầu được cái gọi là học tập tại trường Đại học Công nghệ ngay từ giữa tháng 9, thì rất là chờ đón các em đến trường Đại học Công nghệ. Vâng, xin cảm ơn thầy Việt Hà và xin chúc mừng bạn thí sinh đã có câu hỏi đó. Thì cũng nhân đó có một câu hỏi chúng tôi rất là muốn ưu tiên, cũng hỏi về một cái ngành là đầu tiên em được biết năm 2020 thì trường Đại học Công nghệ có xét tuyển ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng. Em muốn hỏi sau khi tốt nghiệp em được cấp bằng kỹ sư hay là bằng cử nhân? Wow, cũng là một quan tâm tôi nghĩ rất là sát sườn và thể hiện rất là lý trí. Và cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của ngành này là gì? Vậy chúng tôi dành đến cho giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức sẽ trả lời cho bạn thí sinh đó nhé. Xin mời ạ. Vâng, xin cảm ơn MC Lê Anh. Có lẽ là thầy Lê Anh cho tôi trả lời vì tôi là trưởng ban đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời cũng là chủ nhiệm khoa của trường Đại học Công nghệ. Ở đây thầy Hà là hiệu trưởng. Thứ nhất là cảm ơn em đã quan tâm đến ngành này của chúng tôi. Thì thứ nhất là ngành đối với trường Đại học Công nghệ thì đào tạo hai hệ là hệ cử nhân và kỹ sư. Thì ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng là ngành đào tạo kỹ sư. Các em được đào tạo 4 năm rưỡi và sẽ được cấp bằng kỹ sư. Cái thứ hai nữa là như các em đã biết, đấy, mục tiêu của cái chương trình này, cách đây hơn 100 năm thì Đại học Đông Dương thành lập, lúc đấy thì đã có 5 cái college, đấy là tự nhiên, văn khoa, y khoa, luật hành chính và civil engineering. Thì cái công nghệ kỹ thuật xây dựng giao thông này chính là cái thuộc lĩnh vực đó. Và đến ngày hôm nay thì với cái sự ra đời của khoa y dược cũng như cái ngành này thì có thể nói là cái cơ cấu của Đại học Quốc gia Hà Nội của chúng ta về cơ bản đã hoàn thiện giống như là 100 năm trước. Và đương nhiên còn có rất nhiều ngành và nhiều lĩnh vực mới nữa. Vậy thì cái ưu thế của ngành này là gì? Thứ nhất, đấy là chúng tôi có thể nói rất là tự hào là nếu như các em chọn ngành này ở trường Đại học Công nghệ thì các em có được một nền tảng cơ học, vật lý, toán học và công nghệ thông tin có thể nói là tốt nhất. Đấy, bởi vì tất cả những ngành đấy đều là thế mạnh đấy, của trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội và các em được thừa hưởng, được tiếp xúc với những thầy cô đấy giỏi nhất và tốt nhất của nhà trường trong lĩnh vực này. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất đấy, và thiết bị. Thì bên cạnh những cơ sở vật chất về phòng thực hành máy, về công nghệ thông tin, về cơ kỹ thuật, thực hành về vật lý thì còn có phòng thí nghiệm về kỹ thuật xây dựng. Đấy đã được nhà trường và Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm đầu tư. Thì các em sẽ làm được thực hành thí nghiệm về kéo nén thép, rồi là độ bền bê tông, rồi phát hiện những cái vết nứt khuyết tật, rồi đo dao động cầu đường, vân vân. Đấy, và cái quan trọng nhất tức là các em có cơ hội để gắn cái việc học tập của mình với lại những thực hành thực tế trong chương trình đào tạo. Và cái thứ ba nữa là có đội ngũ giảng viên. Đấy, thì đội ngũ giảng viên không chỉ là huy động trong trường Đại học Công nghệ mà còn được huy động từ các trường đại học khác đấy, như trường Đại học Xây dựng đấy, trường Đại học Giao thông, trường Đại học Việt Nhật đấy, và các trường, và đặc biệt đấy, là cái điểm thứ tư đấy là hợp tác quốc tế của khoa rất là mạnh, có hợp tác với Đại học Melbourne của Úc, rồi là một số các trường đại học của Nhật, đại học của Hàn Quốc, và đặc biệt tức là có trường đại học của Việt Nhật thì cũng cử giáo sư sang đây nâng cao trình độ giảng viên và đồng thời có chương trình trao đổi sinh viên. Đấy, và điểm cuối và cái cơ hội thực hành thực tập ở các doanh nghiệp, đây là một cái thế mạnh của chương trình đào tạo xây dựng, bởi vì chúng tôi có hợp tác với lại Viện Khoa học Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, có một số công ty như là Conisco và các công ty khác, thì chúng tôi cố gắng là để trong quá trình học tập các em sẽ có một học kỳ gần cuối cùng trước khi làm luận án tốt nghiệp, các em được thực tập ở các doanh nghiệp 6 tháng và trong thời gian đó thì các em sẽ vừa làm đồ án tốt nghiệp nhưng đồng thời là được hóa thân xuống trở thành kỹ sư, xuống công trường, xuống phòng thiết kế. Và đối với những em mà có
đam mê nghiên cứu thì các em có thể tham gia vào các cái nhóm nghiên cứu của khoa. Bởi vì trong khoa công nghệ giao thông thì chúng tôi có nhóm nghiên cứu rất là mạnh, có rất nhiều tiến sĩ trẻ, có nhiều công bố quốc tế, và những em có đam mê nghiên cứu thì có thể tham gia nghiên cứu theo những lĩnh vực này. Thế và điểm cuối cùng đấy là cái cơ hội việc làm rất là tốt, thì có thể nói là sinh viên của trường Đại học Công nghệ có cơ hội việc làm nhiều. Ngay từ năm thứ ba thì nhiều em đấy đã có cái việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thế và tôi hy vọng là nếu như các em chọn ngành này cũng như là các ngành khác của trường công nghệ thì các em sẽ có một tương lai nghề nghiệp rất là tốt. Và xin chúc các em thành công và xin cảm ơn sự quan tâm của em đến ngành này.